khi bắt đầu vào video ngày hôm nay, mình mong các bạn hãy subscribe cho kênh Radix Geek của mình để được 1000 subscriber nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúng ta sẽ không dài dòng nữa, bắt đầu với clip ngày hôm nay nào. Đây có thể sẽ là video cuối cùng về Solo Color Revive. Do tuần sau thì Color Revive sẽ là tập cuối và đây cũng sẽ là phân tích Solo tập cuối, nói về một số cảm nhận của mình xuyên Color Revive nhé. Bắt đầu clip này nào, Ride the Geese. Trailer những hình ảnh về tập 50, tập cuối cùng của Color Revive. Liệu Vi và Ikki thật sự sẽ ra sao? Khi dù sao anh cũng là ác ma và khế ước ràng buộc cả hai thật sự quá tàn khốc. Chúng ta đã đồng hành với Revive qua một năm trời, mình có rất nhiều cảm xúc xoay quanh bộ phim này. Mặc dù đoạn kết của phim hoặc quá nhiều tình tiết của phim là thừa thải, là series đầu tiên với hai Rider cùng song song phát triển với nhau. Điều thứ hai đó là series mang những yếu tố kỷ niệm, nhưng nó làm hoàn thành xuất sắc những yếu tố đó. Nhiều bạn đánh giá phần hồi kết của Camaro Revive có vẻ như không được hay bằng đoạn đầu, nhưng mình thấy nó cũng ở mức tạm ổn. Và điều mình mong muốn nhất đó là Revive có liên kết gì với Camaro Kids không? Vì như tình trạng hiện tại chúng ta cũng thể đoán chừng được, sau khi Vi biến mất hoàn toàn thì Ki sẽ khó khả năng hen sim. Chưa kể tới những chiếc driver khác thì toàn bộ đã bị phá hủy bởi Zure. Nên khi anh ấy gặp lại Kids, có thể Ki chỉ đọc người bình thường mà thôi. Và movie lần đó sẽ là một những movie mà Vi được trở lại, giống như cách mà Arm được hồi sinh trong Coral O hay chăng. Hy vọng là lần gặp gỡ này với Kids thì nó sẽ hay hơn những phần phim gặp gỡ trước, vì mình thấy đầu tư của Color ngày càng được công phu hơn. Đó là cảm nghĩ của mình. Color Revive tập cuối, chúng mình sẽ bắt đầu với những hình ảnh đầu tiên vào trailer. Mọi người vô cùng ngạc nhiên trước định của cả hai, nhưng cả hai đã không còn đánh nhau nữa. Vi đã đỡ đòn tấn công của Ki, nhưng nó giống như cách thể hiện tình bạn hơn là cách mà họ chiến đấu với nhau. Tất cả mọi người đều hiểu được tại sao Vi làm như vậy, vì anh chính là thành viên cuối cùng trong gia đình Igarashi mà Ikki luôn coi trọng. Nên khi Vi chưa biến mất thì khế ước của cả hai không thể nào được giải quyết. Khế ước của cả hai ràng buộc cho Ikki sức mạnh để bảo vệ gia đình của mình, và Vi là chính là gia đình mà anh coi trọng đó. Nên vì vậy Vi bắt buộc phải biến mất. Trận chiến cũng như nụ cười của Ikki và cú ôm nhau cuối cùng của họ thật sự làm mình rất xúc động trong bộ phim này. Chúng ta đã coi Vi một gia đình sau 50 tập của Revive hay chưa? Hay chúng ta vẫn nghĩ anh thực chất là một ác ma luôn sẵn sàng tấn công và chờ đợi chiếm lấy thể xác cũng như tiêu diệt hoàn toàn Ikki? Nếu các bạn cảm thấy Vi đã trở thành một phần của gia đình Igarashi cũng như coi anh ấy là một con người, thì đây đã là thành công của cả một bộ phim. Cái ôm thấm thiết của cả hai làm mình thấy vô cùng xúc động. Thật sự điều gì mới là quan trọng nhất? Ngoại hình của họ hay là tấm lòng của họ? Có rất nhiều điều vẫn chưa giải thích trong Color Revive, như tại sao Vi lại có hình dạng na ná như Vel, và lý do nào mà Vi được tạo ra trong cơ thể của Ikki có thể sẽ được đề cập tới trong movie với Git khi Vi được hồi sinh bởi Ikki. Hy vọng là vậy. Cái kết cũng như gương mặt của Ikki đau buồn và hạnh phúc khi biết thật sự Vi luôn ở đó và luôn bảo vệ mình. Và trước khi ông ra đi, đây là cái ôm tạm biệt của tất cả. Những hình ảnh được leak ra trong Color Revive tập 50 lần này, tập cuối cùng, chúng ta thấy được những hình ảnh của những form cơ bản của Color Revive, bao gồm sư tử từ Agito cũng như là form cá mập của DK, và tất cả mọi người, kể cả những người đã từng ký khước như tên ác ma cũng xuất hiện tại đây, và cả gia đình Igarashi ôm chầm là Ikki. Chuyện gì đã xảy ra? Họ đã đến cảm ơn người đàn ông bao đồng nhất Nhật Bản, người mà luôn sẵn sàng giang tay giúp đỡ người khác. Mặc dù anh đã có công việc ổn định, nhưng thực chất anh vẫn luôn có lòng tốt để giúp đỡ mọi người. Mặc dù nhiều người nói Ikki là một vật xây dựng khá nhạt, nhưng với tình tiết anh ấy ngày càng mất trí nhớ, cũng như việc xây dựng hình tượng anh hùng của Ikki thấy khá hay. Anh ấy không quá một màu, mặc dù vẫn là một anh hùng thuần tí, nhưng Ikki có rất nhiều thứ để lo. Anh ấy có cả một cơ ngơi để có thể làm việc ở đó và sống cuộc sống an nhàn, nhưng khi thấy mọi người gặp nguy hiểm, anh ấy cũng không thể nào buông bỏ cũng như làm ngơ trước chuyện đó. Điều đó là mình đánh giá rất cao Ikki. Mặc dù không có quá nhiều tình tiết về tính cách, nhưng những người xung quanh ấy đã đủ những tình tiết rồi, như Kagero và Daiji, hay là sự bất cần của Sakura và những nhân vật khác của Ikki, họ sẽ thay thế phần đó. Phần của Ikki, anh ấy đã diễn hoàn toàn khớp với lại vai anh hùng của mình. Một anh hùng có lý tưởng cứu người, nhưng không phải vì vậy mà anh không nhận biết được cuộc sống của mình hiện tại như thế nào và chỉ chăm chăm việc cứu người. Không bao giờ chúng ta thấy Ikki rời bỏ phòng tắm chỉ để chăm chăm ở tổ chức meeting hay ở những nơi nào đó để chờ đợi người dân bị tấn công và ra tay cứu giúp. Anh ấy luôn luôn ở nhà tắm hơi của mình với công việc hiện tại và công việc bảo vệ thế giới. Anh ấy đã hoàn thành tốt cả hai. Với khung cảnh cuối cùng khi tất cả mọi người đều ôm Ikki, chúng ta không hề thấy Vi. Liệu Vi đã thật sự biến mất? Tại sao Ikki cùng với Vi lại hen sim thành tất cả những hình dạng cơ bản? Có thể là nó là kỷ niệm tất cả những series mà Revive đã kỷ niệm trong đoạn đầu của Camaro Revive.
và điều gì sẽ giúp cho khế ước của cả hai bị phá vỡ. Vi không còn gia đình Quickie hay thực chất anh sẽ không cần Ikki phải bảo vệ nữa. Đâu mới thật sự là cái kết của Kaoru Revive. Đó là những cảm nghĩ của mình sơ bộ về tập cuối Kaoru Revive. Mình là Rider Kiss, kênh này sẽ nói về Kaoru Kiss vào tuần sau, cũng như mình sẽ cố gắng cập nhật những thông tin mới nhất về Kaoru Kiss. Như các bạn đã thấy, hiện tại kênh kia của mình có bản quyền và mình cũng đang có công việc nên mình hiện tại không có ra video nhiều như lúc xưa. Mong các bạn ủng hộ mình một cách subscribe vì đó sẽ giúp cho mình biết được rằng các bạn vẫn trông chờ video của mình để mình tiếp tục ra những video này đều đặn hàng tuần. Các bạn cảm nghĩ gì về Kaoru Revive comment phía dưới mình nhé, vì dù sao đây cũng sẽ là video cuối cùng về Revive trên kênh này. Và kênh kia mình sẽ cố gắng ra tập tóm tắt tập cuối Kaoru Revive cũng như tóm tắt lại những tập đầu tiên để hoàn thành toàn bộ series Revive trên kênh Rider Revive nhé. Thanks for watching, bye. Và đó là toàn bộ những gì mình nghĩ về Kaoru Revive tập cuối cũng như về series Revive. Nếu có thời gian mình sẽ làm clip chi tiết hơn về đánh giá về Kaoru Revive xem đáng xem hay không nhé. Nó mạnh và yếu những điểm nào. Mình là Rider Kiss, rất mong bạn hãy subscribe kênh này được 1000 subscribe nhé. Thanks for watching, bye.